Đây, đằng sau con xe có cái ống xả kép nha mọi người nhé. Nhìn trông rất chi là đẹp luôn mọi người ạ. Con xe này khá là đẹp. Theo mình nhìn thì khá là đẹp so với những cái con xe mô hình trước đây của mình. Đó. Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh NVT nhé mọi người nhá. Đó thì lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mở hộp một siêu xe nữa mới đặt hàng ở trên Shopee nhé mọi người nhá. Siêu xe này của mình là trị giá 105.000 các bạn ạ. Đó. Đây mình sẽ quay cái hộp hôm nay là Shopee đóng cho mình một cái hộp bằng bìa cát tông, nó hoàn toàn khác như mọi hôm, không phải là giấy nữa mọi người ạ. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem cái hộp này nhé mọi người nhá. Đây mọi người, đây là cái hộp hàng mình đã đặt ở trên Shopee về nhé mọi người nhá. Đó, nó trị giá là 105.500 đồng. Đây, đây là nội dung hàng này. Xe mô hình kim loại, đấy, Lamborghini Huracan nhé mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho mọi người xem nhé. Thực ra bây giờ là những cái shop hàng ấy, người ta đóng hàng vào hàng rất chi là cẩn thận, bởi vì mỗi khi vận chuyển nó có cái va đập ấy, sợ vỡ hàng bên trong đấy mọi người. Đó, mình lại dùng cái dao dọc giấy này để mình khui hộp cái đơn hàng của mình ra nhá. Đây mọi người ơi. Đó. Cực chất nha. Anh em, đây là siêu xe màu hồng mọi người ạ. Ở đây thì nó có các logo của toàn các hãng siêu xe ở đằng sau in này mọi người này. Đấy. Ở đây mình sẽ khui hộp cái con siêu xe này ra nhé mọi người nhá. Đây mọi người. Đấy, phải đẩy như này kéo ra nó nhìn nó mới xịn. Đấy. Ok, nhìn con này rất chi là đẹp nhé mọi người nhá. Nhìn con siêu xe này rất đẹp nhá. Ở đằng sau thì nó vẫn như cái con Mutan như hôm nọ. Đây mọi người, chỉ có một cái đế như này thôi. Chúng ta phải tháo cái đế này ra để tách nó khỏi cái hộp bìa này nhé mọi người nhá. Đấy, ở trong cốp xe của tôi lúc nào cũng có cái tô vít này rồi. Không phải đi về nhà mới đập hồ cho các bạn xem được nữa. Đây mọi người, vẫn là hai con ốc thôi. Đây là thú chơi siêu xe của con nhà nghèo các bạn ạ. Toàn chơi siêu xe mô hình thôi. Đây mọi người. Đó. Lamborghini, đây là con bò đấy anh em. Lamborghini Mutan. Nó khác, nó to như con Mutan của mình. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con xe này cho anh em xem nhá. Đây mọi người ơi, đây là con Lamborghini đây. Đó. Hai cánh cửa mở ra, nhưng mà mình không hiểu là cái cánh cửa của con xe này nó mở cũng này, nó không như cánh rơi lên đấy mọi người. Đó, đây là nội thất bên trong này. Nhìn trông rất chi là hầm hố luôn. À, mình đóng cánh cửa con này hơi chặt nhé mọi người nhá. Đấy. Bên này nữa đó. Bây giờ mình sẽ cho chạy thử ở dưới đường xem như nào nhỉ mọi người nhỉ. Ở trên này của mình cái này nó bằng nỉ đấy, thế nên là nó không chạy được đấy mọi người. Kiểu nó rít. Mà cái xe này thì nó lắc. Cái xe này cái khung nó bằng thép đấy, nên là cái động cơ của nó là cái động cơ cót nhé mọi người nhá. Thế là nó không thể chạy nhanh được. Đây anh em, mà bây giờ mình sẽ chơi ở cái sân nhà mình. À, này cót này. Phi rất tít này anh em nhá. Đây mọi người. Thực ra là cái động cơ bằng cót này này là phi quá gọi là ok rồi mọi người. Đó. Đây đằng sau con xe có cái ống xả kép nha mọi người nhá. Nhìn trông rất chi là đẹp luôn mọi người ạ. Con xe này khá là đẹp, theo mình nhìn thì khá là đẹp so với những cái con xe mô hình trước đây của mình. Đó, nó không đi được như cái con này của mình thôi anh em ạ. Đây là con xe tiếp theo ở trong cái bộ sưu tập của mình nhé mọi người nhé. Ok, vậy là mình đã sưu tầm tiếp theo một em siêu xe nữa mọi người ơi. Đó, thì đây là thú sưu tầm siêu xe của con nhà nghèo nhé anh em nhé. Đó, Lamborghini anh em ạ. Đó, thì mình đã review xong cái con xe này cho anh em xem. Thì mọi người nếu mà thích thì mọi người có thể đặt ở trên Shopee, nó rất chi là nhiều nha, nó chỉ có giá 100.000 thôi. Đó, thì mọi người thấy video của mình hay và hữu ích hay là vui nhộn thì mọi người cho mình một like, một đăng ký nhá, và chia sẻ video giúp mình nhá. Còn bây giờ mình xin chào tất cả mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha mọi người. Đó, xin chào.